Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Tăng xuất khẩu gạo nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống. Đề xuất không được lái xe quá 3 tiếng trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước tới 6 giờ hôm sau. Trại heo gây ô nhiễm khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tận dụng thời cơ giá gạo lên cao để tăng xuất khẩu, nâng thu nhập người dân, nhưng Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký chỉ thị 24 về đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo. Tại Việt Nam, một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa gạo ồ ạt, gây mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá mặt hàng này trong nước lên cao bất hợp lý. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ, địa phương rà soát quy hoạch vùng trồng, đảm bảo mục tiêu sản xuất trên 43 triệu tấn lúa một năm. Bộ này cùng Bộ Công Thương, các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường gạo khu vực thế giới, tình hình sản xuất, sản lượng lúa gạo theo từng chủng loại, mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa gạo, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, cần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, chỉ thị của Thủ tướng nêu. Từ nay đến cuối năm, nếu không có diễn biến bất thường của thời tiết, sản lượng lúa thu hoạch sẽ đảm bảo nhu cầu trong nước và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Lượng lúa dành cho xuất khẩu khoảng trên 15 triệu tấn, tương đương 7 đến 7,5 triệu tấn gạo. Nhiều thị trường như Trung Quốc, Philippines, Indonesia đang tranh mua gạo Việt với số lượng tăng 40% đến vài chục lần. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất quy định thời gian lái xe liên tục không được quá 3 tiếng trong khung giờ từ 22 giờ hôm trước tới 6 giờ hôm sau. Với phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ, cơ quan soạn thảo đề xuất giờ làm việc của lái xe một ngày không quá 8 tiếng, thời gian lái xe liên tục không quá 4 tiếng, riêng ban đêm không quá 3 tiếng. Thời gian qua, cả nước xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào khung giờ đêm liên quan đến xe khách, xe tải, nên một số chuyên gia giao thông đề xuất giảm thời gian lái xe vào ban đêm. Đáng chú ý là khoảng 40% các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khung giờ nửa đêm về sáng, từ 0 giờ đến 6 giờ. Thời điểm này, đường vắng, lái xe chạy tốc độ cao và thường chủ quan mệt mỏi, điều khiển xe trong trạng thái buồn ngủ. Việc nghiên cứu giảm thời gian lái xe liên tục, tăng nghỉ ngơi cho tài xế trong khung giờ ban đêm là rất cần thiết, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam giải thích. Malaysia quy định tài xế xe vận tải thương mại không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Tài xế phải được nghỉ 30 phút sau 4 giờ, nghỉ 1 ngày sau 6 ngày làm việc và nghỉ tối thiểu 12 giờ trước khi bắt đầu hành trình đầu tiên. Dự thảo luật đường bộ cũng điều chỉnh phí thu cao tốc do nhà nước đầu tư, siết chặt điều kiện hoạt động của xe chở học sinh, cho phép trông giữ phương tiện dưới gầm cầu cạn, điều chỉnh quy định về xe du lịch, xe taxi. Thưa quý vị, Điều 3 Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 quy định. Tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì được đăng ký xe. Ngoài ra, cũng tại Điều 3 Thông tư 24 cũng đưa ra một số quy định về nguyên tắc đăng ký xe, việc quản lý xe theo số định danh cá nhân. Tiếp tục thực hiện mô hình 17 hectare lúa, sen, cá. Hôm qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá tại xã Phương Thịnh. Mô hình được thực hiện tại ruộng sen 10 ngày tuổi của ông Dương Hữu Nghị với quy mô 10 hectare, thả nuôi 45.000 con cá sặc rằn. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 50% chi phí con giống, 40% chi phí thuốc sinh học và 5% chi phí quản lý. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đã triển khai mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá với quy mô 7 hectare, thả nuôi 35.000 con cá lóc, cá trê, cá rô, sặc rằn tại ruộng lúa của ông Võ Quốc Diệt ở xã Ba Sao. Mô hình này cũng đã được nhà nước hỗ trợ 50% chi phí con giống và 5% chi phí quản lý. Sau 4 đến 6 tháng triển khai, hai mô hình sẽ được tổng kết đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng. Ngư dân Nguyễn Ngọc Cảnh, sinh năm 1975 ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đã trúng đậm luồng cá ngừ sau 6 chuyến đánh bắt cho doanh thu bán cá hơn 10 tỷ đồng. Theo ông Cảnh, trong 6 tháng đầu năm nay, mỗi chuyến đi biển tàu của ông đánh bắt được từ 30 đến 50 tấn cá ngừ, cá nục, cho thu nhập từ 1,7 tỷ đồng đến 1,9 tỷ đồng mỗi chuyến, doanh thu từ 10,2 tỷ đến 11,4 tỷ đồng.
Trong 6 chuyến đánh bắt này, do thời tiết thuận lợi nên ông Cảnh theo luồng cá dài ngày, vừa đánh bắt vừa bán cho các tàu thu mua trên biển, chỉ vào bờ khi cần đổ tiếp tế, đổ thêm dầu, thêm đá lạnh. Trong phần sau của chương trình, sạt lở đường độc đạo từ Lào về Việt Nam, một nam tài xế xe container tử vong mất liên lạc tại khu vực. Tình trạng phao xốp vật liệu phủ kín dày đặc kéo dài khoảng 7 km bờ biển Cô Tô. Thông tin từ Ban Nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn huyện có 4 người chết, 3 người bị thương do mưa lũ sạt lở đất. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương. Các nạn nhân tử vong do mưa lũ đã được tìm thấy. 8 người bị mắc kẹt ở giữa hai điểm sạt lở thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Mường Kim và xã Hố 4 đã được di chuyển an toàn về huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Mưa lũ còn gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của nhân dân nhiều xã, vùi lấp khoảng hàng trăm hecta lúa ruộng, rau màu, ao cá, trị giá thiệt hại ước tính khoảng trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, mưa lũ còn gây sạt lở các công trình giao thông, ước tính thiệt hại khoảng trên 30 tỷ đồng. Huyện Than Uyên đã tổ chức huy động dân quân và nhân dân giúp vận chuyển đồ đạc của các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Những ngày qua, toàn tỉnh Lai Châu có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều nơi bị sạt lở tại các điểm xung yếu, giao thông và khu dân cư. Còn tại Yên Bái, theo thống kê ban đầu, mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai cháu nhỏ ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải thiệt mạng, một người nghi mất tích ở xã Hồ 4, 34 nhà bị hư hỏng, trôi, sập hoàn toàn. Do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió mạnh nên từ đêm 5 tháng 8 đến sáng sớm ngày 6 tháng 8, các khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to và dông rải rác. Theo thống kê ban đầu, mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai cháu nhỏ ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải thiệt mạng. Một người nghi mất tích ở xã Hồ 4, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, trôi, sập hoàn toàn. Nhiều nơi bị thiệt hại về cơ sở vật chất, sạt lở ta luy dương và nhiều tuyến đường hư hỏng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên gia đình có người tử vong, các gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá vào nhà. Huyện Mù Cang Chải hỗ trợ 38 triệu đồng cho gia đình có hai cháu nhỏ thiệt mạng ở xã Hán Pla Ha AB, xã Khao Mang. Dự báo đêm 6 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Liên quan đến vụ sạt lở đường độc đạo từ Lào về Việt Nam, chiều 6 tháng 8, ngành chức năng đã xác định nam tài xế lái xe container đã tử vong, nhiều người còn mất liên lạc. Nạn nhân được xác định là anh DCNL, sinh năm 1998, trú tại Hà Tĩnh. Theo đại diện trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, tại Lào vẫn đang có mưa, khu vực sạt lở chưa thể lưu thông, ngành chức năng phải đi bộ để tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, có khoảng 6 tài xế Việt Nam bỏ lại tài sản trong đêm 5 tháng 8 đã đi bộ men theo đường rừng để vượt qua khu vực sạt lở. Đến rạng sáng 6 tháng 8, khi họ đến đường quốc lộ 8A thì có phương tiện đón về cửa khẩu Cầu Treo. Tại khu vực sạt lở, sóng điện thoại không có nên rất nhiều người vẫn chưa liên lạc được. Ngoài ra, các phương tiện bị vùi lấp đang để hiện trường chưa được xử lý, lực lượng chức năng thông tin thêm. Trước đó, chiều tối ngày 3 tháng 8, do mưa lớn dài ngày đã khiến khu vực đèo đất thuộc tỉnh Polikhamsay, Lào sạt lở nghiêm trọng. Dù gì khiến nhiều phương tiện bị vùi lấp, đây là con đường độc đạo từ Lào về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại. Trong khi đó, tối 5 tháng 8, đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Lào đã đưa được toàn bộ 45 người Việt đi trên 22 xe bị mắc kẹt tại đoạn đường trên từ km 45 đến km 66 về các địa điểm an toàn và được chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục với các thông tin khác, thưa quý vị, tối qua trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe con, giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ, xe khách loại 16 chỗ va chạm vào đuôi xe con loại 7 chỗ tại đoạn km 16, đoạn thuộc địa bàn huyện Bến Lức. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Ngoài ra, sau tai nạn, hai phương tiện nằm trên làn đường số 2 khiến hàng loạt phương tiện khác đi ngang qua phải di chuyển trên làn đường số 1 và làn đường khẩn cấp nên bị ùn ứ, di chuyển chậm kéo dài trên đường. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và ghi nhận vụ việc. Trại heo gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của nhiều hộ dân thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân đã nhiều lần phản ánh yêu cầu chính quyền địa phương, chủ trại chăn nuôi khắc phục nhưng suốt nhiều năm qua vẫn đâu hoàn đấy.
Đoạn mương dài khoảng 100 mét dẫn toàn bộ số chất thải hồi thối từ trại heo này chảy trực tiếp ra rạch Bào Nâu, và từ con rạch này chất thải đổ ra sông Vàm Cỏ Đồng. Trại hoạt động hơn chục năm cũng là bấy nhiêu thời gian người dân phải chịu đựng môi trường nước lẫn không khí ô nhiễm này. Nó thối mà ói nhức ruột luôn á, thối mà nó gắt khó chịu lắm. Bà con này ta chịu không nổi, rồi có cái quán ăn mà cứ dọn ra là nó hôi, nó bốc lên rồi chăn ta bỏ rồi chạy thôi. Cơ sở chăn nuôi heo của hộ ông Lê Trường Đức hoạt động từ năm 2013 đến nay chưa thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Số chất thải được đưa vào hầm bioga, sau đó chảy vào bể lắng rồi ra môi trường tự nhiên. Cơ sở này đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là qua phản ảnh của người dân, chúng tôi tiến hành kiểm tra, lấy mẫu, gửi đi xét nghiệm. Nếu đảm bảo thì thực hiện, còn không thì báo cáo, thì chúng tôi đề xuất xử phạt theo quy định của pháp luật. Từ đêm 5 đến rạng ngày 6 tháng 8, sau đợt sóng to và gió lớn, tại khu vực biển Tình Yêu của huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, xuất hiện tình trạng phao xốp vật liệu nổi ở các vùng biển lân cận, trôi dạt vào, phủ kín, dày đặc, kéo dài khoảng 7 km. Tình trạng trên gây mất mỹ quan và ảnh hưởng xấu đến môi trường sông. Nguyên nhân của hiện tượng này là do trước đó, từ hồi cuối tháng 3, các địa phương ven biển của Quảng Ninh đồng loạt ra quân thực hiện di dời, giải tỏa hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép và thực hiện chủ trương chuyển đổi từ phao xốp sang phao nhựa thân thiện với môi trường tại các bè nuôi thủy sản trên biển trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình tháo dỡ chuyển đổi lại chưa được kiểm soát chặt chẽ, nên nhiều người dân tự phát cắt dây khiến cho các phao xốp vật liệu trôi nổi tự do trên biển theo dòng nước dạt ra vùng biển Cô Tô. Huyện Cô Tô đã có chỉ đạo cán bộ, nhân dân thị trấn Cô Tô và xã Đồng Tiến, công ty môi trường đô thị, các trường học huy động toàn lực chủ động, khẩn trương, thu gom, xử lý phao xốp, vật liệu nổi tràn vào bãi biển, bảo vệ môi trường biển và đảm bảo xử lý đúng quy trình xử lý phao xốp. Trong phần sau, nỗ lực thay đổi nhận thức của người dân trong việc phòng chống và điều trị rắn cắn. Nhiều nông trại chật vật tìm thức ăn cho gia súc khi đối mặt với hạn hán và giá lạnh. Venezuela nằm trong số 10 đến 15 quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do rắn cắn cao nhất thế giới. Tuy nhiên, phần lớn người dân ở quốc gia này không có nhiều thông tin để xử lý tình huống nếu không may bị rắn cắn, dẫn đến hậu quả không đáng có. Vì vậy, tổ chức phi chính phủ Fundación Vivarium đã thành lập một đường dây nóng nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị rắn cắn. Một cô gái ở Venezuela bị mất chân sau khi bị rắn cắn. Bởi thay vì tiêm huyết thanh chống nọc độc, thì gia đình nạn nhân lại quyết định tiêm kháng sinh và việc cắt cục chi là điều không tránh khỏi. Nhiều gia đình thay vì đưa người nhà đến cơ sở y tế, thì họ điều trị bằng cách phun xăng lên vết cắn, đôi khi có thể làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Tổ chức Vivarium cho biết, năm ngoái họ nhận được hơn 700 cuộc gọi hỗ trợ. Câu hỏi thường xuyên nhất là tìm nguồn huyết thanh ở đâu, bởi nó chỉ được sản xuất tại một phòng thí nghiệm ở Caracas và khan hiếm ở các bệnh viện công. Hơn nữa, chi phí điều trị là $500 cho một ca ở một quốc gia có mức lương tối thiểu là $4.5 một đầu người một tháng. Với khoảng 200 loài được mô tả, trong đó 20% có nọc độc có khả năng gây chết người, Venezuela có tỷ lệ nạn nhân bị rắn cắn cao nhất trên thế giới. Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, có 5,4 triệu người bị rắn cắn mỗi năm, gây ra từ 80.000 đến 130.000 ca tử vong, phần lớn ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Đợt hạn hán kéo dài và thời tiết lạnh giá miền Nam Peru đã dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn gia súc, gây ảnh hưởng đến nhiều loài vật, trong đó có loài đặc trưng của khu vực này, đó là lạc đà không bú lama. Khu vực lân cận hồ Titicaca ở miền Nam Peru đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ hồi tháng 5, sau đó nơi này lại chịu ảnh hưởng bởi đợt lạnh kéo dài. Thành phố Puno nằm ở phía tây của hồ, có những đồng cỏ rộng lớn thích hợp để chăn thả lạc đà không bú, cừu và gia súc. Trong đó, lạc đà không bú lama rất quan trọng đối với ngành chăn nuôi và du lịch địa phương. Tuy nhiên, việc tìm thức ăn cho lạc đà đang trở nên khó khăn hơn trong những tháng gần đây vì những đồng cỏ xanh dọc theo bờ hồ đã chuyển sang màu vàng. Lượng mưa năm nay ít hơn nhiều so với các năm trước, không có cỏ mềm, không có đủ thức ăn cho những con lạc đà. Puno cũng chứng kiến thời tiết cực đoan như nhiều nơi khác trên thế giới, sương giá kéo dài, trời rất lạnh, nhiệt độ xuống tới âm độ C. Việc thiếu thức ăn gia súc và nhiều đêm giá lạnh hơn gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều trang trại gia đình. Cho đến nay, hơn 2.300 gia súc địa phương đã chết vì giá lạnh ở Puno.
Vào cuối tuần qua, nông dân Thái Lan bất chấp cái nóng gay gắt để tham gia trong cuộc so tài, trong cuộc đua trâu nước hàng năm, hoạt động đánh dấu sự khởi đầu của một vụ mùa mới. Mặc dù đã chính thức bước vào mùa mưa tháng 7, nhưng nông dân trồng lúa Thái Lan Somwun Somkit cho biết lượng mưa đã giảm rõ rệt trong năm nay, còn những người già thì đang dự báo một cơn hạn hán nghiêm trọng sắp tới. Trời nóng quá, chúng tôi phải dội nước làm mát cho đỡ mệt, như võ sĩ Quyền Anh khi nghỉ giải lao vậy. Hơn 60 con trâu nước có kích thước khác nhau đã tham gia cuộc đua. Đường đua là một dải đất dài 200 mét tại huyện Napa thuộc tỉnh Chonburi, nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 80 km về phía đông nam. Mục đích của cuộc đua trâu này là để bảo tồn truyền thống văn hóa, nhằm cho thế hệ trẻ hiểu rằng chúng tôi đã canh tác lúa với sự giúp đỡ của những con trâu từ rất xa xưa. Chúng tôi đang quyết tâm bảo tồn các phong tục văn hóa này của nền văn hóa lúa nước ở đây. Cục khí tượng đã dự báo lượng mưa sẽ giảm 5%, cho thấy hiện tượng khí hậu El Niño có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến nơi này. Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 8, du khách tham gia liên hoan âm nhạc dân gian Interscentic lần thứ 52 tại thành phố Lorient, Brittany, vùng Bretagne sẽ được hòa mình vào các chương trình cũng như hàng loạt các hoạt động xoay quanh văn hóa Celtic. Vào năm 2022, sự kiện đón 900.000 du khách và bán được 125.000 vé. Ban tổ chức hy vọng năm nay sẽ đạt được con số tương tự. Chương trình hứa hẹn sẽ rất đa dạng với hơn 300 buổi hòa nhạc cùng hơn 5.000 nhạc công đến từ Asturias, Galicia, Scotland, Cornwall hay thậm chí là Australia. Chương trình còn có sự tham gia của những tên tuổi văn nghệ sĩ lớn như Lam Bihue, Suzanne Vega, The Kilkenis hay nhà thơ Kim Rocker, Uybe Felix Tiefen. Ngoài ra, lễ hội cũng sẽ được đánh dấu bằng nhiều cuộc thi như giải vô địch kèn Bagadu hay cuộc thi những người chơi kèn túi giỏi nhất. Theo giám đốc nghệ thuật lễ hội phân tích, thì sự kiện Interscentic này có thể ít được truyền thông rộng rãi so với những sự kiện âm nhạc khác, nhưng sự kiện thu hút rất nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ và ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ bị thu hút bởi dòng nhạc dân gian này. Thành phố Đồng Quan là trung tâm sản xuất đồ chơi mô hình nổi tiếng ở phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Nhiều mô hình đồ chơi nổi tiếng nhất nhì thế giới ra đời tại đây, nhiều đến mức Hiệp hội Đồ chơi và Sản phẩm Trẻ em Trung Quốc gần đây đã trao cho Đồng Quan danh hiệu là Thủ đô Đồ chơi Mô hình của Trung Quốc. Đồ chơi mô hình chủ yếu là các sản phẩm liên quan đến anime, trò chơi, vật phẩm từ ngành công nghiệp điện ảnh và các món đồ sưu tầm được thiết kế bởi các nghệ sĩ. Theo dữ liệu chính thức, 1/4 các mô hình anime trên toàn cầu và gần 85% đồ chơi mô hình ở Trung Quốc được sản xuất tại Đồng Quan. Nhiều cơ sở sản xuất đồ chơi tại đây bắt đầu bằng việc gia công mô hình cho các thương hiệu đồ chơi quốc tế, nhưng trong những năm gần đây, họ đã tự tay phát triển các sản phẩm mô hình dễ thiết kế riêng. Nếu chúng tôi chỉ sản xuất hàng gia công, chúng tôi sẽ luôn làm việc cho người khác. Nhiều tác phẩm của các nhà thiết kế nước ngoài thực ra là ý tưởng của chúng tôi, các nhà thiết kế trong nước, nhưng chúng tôi không thể tuyên bố công khai vì chúng tôi chỉ đang gia công cho họ. Chính quyền địa phương mới đây đã thông báo kế hoạch trợ cấp cho các công ty đồ chơi mỹ thuật và hoạt hình tại địa phương để cải thiện khả năng thiết kế, phát triển và bảo vệ sở hữu trí tuệ cũng như nuôi dưỡng nhân tài. Cuối tuần qua, vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Simone Biles đã có một sự trở lại đầy ấn tượng sau 2 năm nghỉ thi đấu. Cô đã thống trị môn thể dục dụng cụ tại giải đấu US Classic với số điểm tổng hợp là 59.100, cao hơn 5 điểm so với người đứng thứ hai, Lian Wong. Ngoài ra, cô còn đạt được điểm số cao nhất ở 3 trong số 4 bộ môn thi đấu. Là một cuộc thi quan trọng để chuẩn bị cho giải vô địch Mỹ, cuộc thi US Classic đã được Simone Biles biến thành một cuộc trình diễn tài năng của mình. Tôi cảm thấy thực sự hài lòng về vị trí của mình hiện tại, tinh thần lẫn thể chất. Tôi vẫn nghĩ rằng có một số chi tiết để cải thiện trong phần thi của mình. Nhưng trong lần đầu tiên tôi quay lại với đấu trường, tôi có thể nói rằng nó diễn ra khá tốt. Tôi rất sốc và ngạc nhiên. Màn trình diễn của Simone Biles tại US Classic là một dấu hiệu hứa hẹn cho người hâm mộ của cô và cho đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ. Với tài năng và quyết tâm của mình, không ai biết được cô sẽ đạt được những gì trong những tháng tới. Nhưng có một điều chắc chắn, cô ấy đã trở lại và đang tốt hơn bao giờ hết. 30 vận động viên tham gia cuộc thi lướt sóng Itacoatiara Big Wave diễn ra tại bãi biển Itacoatiara ở Niterói, bang Rio de Janeiro, nơi những con sóng cao đôi khi tới hàng chục mét.
Itacoatiara được biết đến là nơi có những con sóng mạnh nhất ở Brazil và một số còn được cho là khó nhằn đối với cả những tay lướt sóng lão luyện nhất trên thế giới. Đa số những người tham gia đều sống ở Rio và Itacoatiara, nơi họ có thể tập luyện mỗi ngày. Itacoatiara đôi khi đón nhận những con sóng cao tới 15 hoặc 24 mét và thực sự hung dữ. Nó khiến bạn đôi khi không hề mong muốn đối diện với nó, một vận động viên cho biết. Itacoatiara là bãi biển có điều kiện tự nhiên để lướt sóng vì sóng rất mạnh và rất hung hăng. Đây cũng là một thách thức rất lớn đối với các vận động viên vì sóng thường dở rất gần bờ. Cuộc thi này được tổ chức dưới hình thức thi đấu đồng đội. Chúng tôi có 3 loạt thi, mỗi đội 5 người và lướt sóng trong 1 giờ một ngày. Itacoatiara cách Rio de Janeiro khoảng 50 phút, nơi đây tập trung những con sóng lớn do vị trí địa lý chỉ là một bãi biển nhỏ nhưng được bao quanh bởi hai ngọn núi lớn nên sóng tập trung rất mạnh. Giới chức cảnh sát tại hiện trường cho biết đến nay họ đã tìm thấy 30 thi thể và hơn 60 người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Thông tin Liên bang Pakistan cũng đã tổ chức họp báo và cung cấp thông tin về thảm kịch. 10 toa xe của một chuyến tàu đi Rawalpindi đã bị lật và một số toa bị lật úp gần thị trấn Nawabsha của Pakistan, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Quá trình giải cứu đã bắt đầu. Tất cả các cơ quan liên quan đã được Thủ tướng Shehbaz Sharif chỉ đạo những hành động cần thiết. Thủ tướng cũng đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng và sẽ công bố đầy đủ lý do của thảm kịch này. Bộ trưởng Đường sắt Pakistan cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện Nawabsha và Sukkur và cho biết số người chết có thể tăng lên. Tai nạn tàu hỏa không phải là hiếm gặp trên các đường ray tàu hỏa được bảo trì kém của Pakistan, nơi các hệ thống liên lạc và tín hiệu thời thuộc địa chưa được hiện đại hóa và tiêu chuẩn an toàn kém. Thảm kịch mới nhất này làm nổi bật nhu cầu cấp bách về việc cải thiện cơ sở hạ tầng đường sắt của quốc gia. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.